Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, truyền hình số vệ tinh DTH sẽ dành cho tất cả quý khách hàng sự ưu đãi đặc biệt lớn nhất chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2005 đến ngày 30 tháng 6 năm 2005, ưu đãi trên 70%. Khách hàng được tặng gần 1 triệu đồng khi đăng ký thuê bao 2 năm để được thưởng thức 17 kênh truyền hình đặc sắc chọn lọc của truyền hình số vệ tinh DTH. Tặng 1 năm thời hạn sử dụng cho các thuê bao đã đăng ký trước ngày 1 tháng 4 năm 2005. Chương trình ưu đãi trong thời gian có hạn. Hãy đến với chúng tôi, Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại các địa phương, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh và các đại lý DTH trên toàn quốc để thỏa mãn sự lựa chọn đúng đắn của bạn. Truyền hình số vệ tinh DTH, mở rộng tầm nhìn người Việt.